Ok, hello xin chào tất cả các bạn. À, thì ngày hôm nay Tara lại quay trở lại với các bạn à, và trong cái video này thì Tara sẽ chia sẻ cho các bạn đó là gì ạ? À? À, cái bài số 10 của chương ịch Nai thắp sáng sự nghiệp dành cho người môi giới bất động sản. Thì tại trong cái bài này thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể thương lượng được cái mức độ giá và chúng ta đóng lại cái giao dịch được chưa nào? À, thì chúng ta sẽ thương lượng cái mức độ giá theo cái công thức 3P được không ạ? À? À, và à, cái công thức 3P nó là như thế nào. Công thức 3B ở đây đó là chúng ta có 3 bước. À, bước thứ nhất đó là chúng ta có sự chuẩn bị. Bước thứ hai nữa là chúng ta có trình bày và bước thứ ba đó là chúng ta sẽ sắp xếp lại à, và chúng ta sẽ à, đóng cái điều đó được chưa nào? À, và trong cái video này thì ta đây sẽ chia sẻ cho các bạn đó là gì ạ? À, cái bước 1 đó là cái bước chuẩn bị được chưa? À, và à, như các bạn đã biết đó là gì ạ? À, nếu như để khi chúng ta có được một cái cuộc thương lượng thành công thì chắc chắn một cái điều đó là gì ạ? À, chúng ta càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng thắng bấy nhiêu được chưa và chúng ta hãy xem lại trong cái bước chuẩn bị này thì chúng ta cần làm những cái bước như sau bước đầu tiên đó là chúng ta dị dạ chúng ta xem lại cái mục tiêu uh, của cái việc mà khách hàng mua nhà cái khách hàng mà gửi uh, chúng ta đại diện cho cái người mua đấy thì chúng ta hãy xem lại rằng là yếu tố nào uh, mà khách hàng lại muốn mua nhà và khách hàng thích cái căn nhà này là những cái điểm gì để thế nào và mục tiêu là khi bao lâu thì khách hàng mong muốn là là sẽ mua được cái căn nhà đó trong vòng một tháng nay hay là hai tháng sau cũng được hay là ba tháng sau cũng được chúng ta cần phải biết được cái mục tiêu của cái người chủ nhà của chúng ta muốn mua nhà được chưa nào và thời gian cái hàng muốn giao dịch là vào vào khoảng thời gian nào thì sẽ là ok nhất cho khách hàng được chưa nào và cái yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần phải hiểu được đó là chúng ta hiểu được rằng là cái khách hàng mua của chúng ta mong muốn cái điều gì nhu cầu và khách hàng không thích cái điểm gì trong cái căn nhà đó để được biết rằng là gì ạ khi đó thì chúng ta sẽ biết cách để mà chúng ta gì ạ chúng ta xử lý cái sự từ chối của khách hàng nếu như mà nó chỉ có lấn cấn một cái điểm nhỏ nào đó thôi được chưa và đồng thời chúng ta phải vẽ cho mình một cái kế hoạch thương lượng với những cái câu hỏi mà phản hồi hồi đối với người bán là họ sẽ phản hồi như thế nào với cái việc mà chúng ta đưa ra giá họ nói rằng là tôi không muốn bán cái giá thấp hơn vì cái giá này đã quá rẻ với thị trường rồi vậy thì cái câu xử lý của chúng ta là gì chúng ta có bảng review giá hay không và chúng ta cũng sẽ nói với khách hàng biết rằng là cái hàng bán nhanh thì sẽ được lợi cái gì được chưa nào và một cái điều quan trọng nữa trong cái việc chuẩn bị đó là gì chúng ta đừng có hứa hảo với cái khách hàng mà mua của chúng ta vì nếu như chúng ta hứa trong chúng ta thà là gì ạ nói chín mà làm mười còn hơn mối 10, 10 mà làm chín đôi khi chúng ta hứa với khách hàng xong hứa khách hàng là sẽ đàm phán với cái người mua như thế này người mua sẽ à, với cái người bán à, như thế này để đáp ứng được cái nhu cầu người mua nhưng lại chúng ta không đàm phán được thì sao cho nên là gì chúng ta đừng có hứa nếu như những cái điều gì đó chúng ta không kiểm soát được được chưa nào và cái cuối cùng đó là gì chúng ta cần phải hiểu cái pháp luật cái pháp lý của cái bất động sản này hiện nay nó đang nằm ở tình trạng nào giao dịch nó như thế nào nó có bị ảnh hưởng gì không nó có bị khóa cái giao dịch không hoặc là cái quyền thừa kế ví dụ như một số bố đồng xã là gặp về quyền thừa kế chẳng hạn thì họ đã làm xong cái điều đó hay chưa hoặc là với cái thị phần ví dụ như khách hàng mua là cái đất mà ở các tỉnh chẳng hạn thì mỗi một cái địa phương mỗi một cái địa chính ở đó họ sẽ có những cái quy định riêng gì hay không chúng ta cần phải hiểu những cái pháp lý đó để vì sao vì khi chúng ta chuẩn bị càng kỹ thì dẫn đến cái việc chúng ta đàm phán thương lượng và chúng ta báo cho cái khách hàng mua của chúng ta một cách nó rõ ràng hơn minh bạch hơn sẽ giúp cho khách hàng rất yên tâm và tin tưởng bởi chúng ta vì chúng ta là một trong những người môi giới chuyên nghiệp có kiến thức để mà gì ạ để mà giúp được ích cho khách hàng và đấy là cái bước chuẩn bị được không các bạn chuẩn bị càng kỹ thì càng tốt được chưa nào và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào cái video sau đó là chúng ta sẽ đi vào cái bước video đó là trình bày cái sản phẩm nó như thế nào để chúng ta đàm phán được một cái giá tốt được không cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và các bạn nhớ đừng quên đó là gì ạ xúc vào cái kênh của ta ra à, và hoặc chia sẻ cái kênh của ta ra like cái kênh của ta ra trong YouTube để thì Tara sẽ nhiệt chia sẻ cho các bạn nhiều nhiều hơn nữa về những cái kiến thức trong cái việc bán hàng, trong cái việc bất động sản được không nào? Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.